chào tất cả mọi người đã quay trở lại với con này, con này hào hả vội này, hào chết cái tụi hào ăn. Con này, móc đen đi. Móc khéo rồi nhá. Thò một tí đầu lưỡi ra. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamo TV. Mọi người biết hôm nay anh em mình làm gì được không? Hôm nay anh em mình đi câu lươn đấy mọi người. Đây, câu lươn anh em mình phải dùng quả lưỡi này nhá. Anh em mình phải lưỡi độ, rất độ là nhỏ. Lưỡi đấy. Đấy, và run nhỏ nhá. Khu vực này rất là nhiều lươn. Và đáng nhẽ ra anh em mình phải đi buổi tối cơ. Nhưng mà buổi tối thì lại khó quay cho mọi người xem được là câu lươn nó phê như thế nào. Nhưng mà hôm nọ tối hôm nọ anh em mình đi test rồi đấy. Tối ở dưới ngoài Marika này là quay video trực tiếp này. Ngoài này tối nó ra lắm trắng. Lắm rắn đen trắng lắm, thế nên là với lại khó quay nữa. Rồi, em câu được. Móc mồi phải như thế này nhá. Đấy. Hướng dẫn mọi người câu lươn luôn. Đấy, lưỡi phải nhỏ. Móc phải hở một tí cái đầu lưỡi như này này. Đấy. Xong là con lươn nó rất là hám mồi mà nó cực kỳ luôn. Cực kỳ hám mùi tanh, em chỉ cần những cái lỗ giả dụ như đâu nhỉ? Đây. Đây rồi. Không. Đây nữa, anh ơi. Có một lỗ mà. Tí nữa là nó sẽ kiểu cực kỳ hám luôn, có lỗ phát rồi tập một phát giật phát là chết đi. Thử cái lỗ này phát ra anh ơi. Đấy, có một lỗ này đẹp lắm. Bị tí đi. Ôi, bé thì câu dùng bé. Đấy. Anh em mình câu ở đây chờ mấy buổi tối rồi nhưng mà không quay được video, tối quá. Con này hào hả vội này, hào chết cái tụi hào ăn. Con này nó kiểu như là nó hám mồi, nó đang ra ngoài, kiểu đang chập tối rồi. Ui, không thoát được đâu con trai. Thôi, con tờ heo. Trời. Ui, con này to nữa. Ít đồng mình bây giờ ít con to phết đấy. Người ta nhiều người biết câu rồi. Nhiều người thấy anh em mình câu là cũng câu đâu rồi. Thế là học lỏ mất nghề. Người ta hay đánh bằng ống nên là mẹ mày. Im. Anh kẹp thế này này. Mày kẹp đi. Thôi. Lại còn dạy từ phu đốn quỷ. Dạy từ Oài. Cái lưỡi này cực kỳ bén mọi người. Nhấm nhảy đi nhỉ. Từ từ. Thế nên là rất là khó. Biết thế em mang theo cái kìm. Ui. Mẹ mày. Biết thế em mang theo cái kìm. Đi trốn à con. Xách đi. Sao mà anh không cho em câu? Mọi người thấy phê không? Rõ ràng em nhìn thấy con đấy. Tí nữa cho mày câu. Ê anh ơi. Đây có vượt nó này. Vượt nó chạy này. Kia có một cái hách ngang ngang cho nó. Đâu. Đây đây. Mọi người. Đâu đó. Sang đi xem. Đây. Đó. Đây nhá. Ôi. Thấy. Con này đang di chuyển. Ấy chết, mồi đâu. Anh lắc mồi đi anh. Mồi đâu? Đây. Mày móc mồi đâu mày mọi người. Mày không chắc được đâu con đây, trai. Đây nhá, mồi bọn mình dùng là mồi nhỏ đây này. Ui, máy bay rồi. Máy bay bắn đi rồi. Kệ máy bay. Mày móc. Ui. Con này hơi to, không biết là nó ăn đấy không. Câu lươn rất là phê nhá. Con này mồi to quá. Đúng kệ, con này cũng to mà. Đâu rồi? Có thấy đông đấy. Đấy chưa, mày thấy không? Ngồi vậy lên rồi.
cứ động ấy. Đấy, mọi người thấy không? Chuẩn bị là đớp một phát nhá. Hay là mình to mồm quá nhỉ? Không phải đâu, lươn là mình có tay. Khả năng to mồm quá sao? Con này khôn nó thành cáo rồi. Mò đi. Nhưng là mò bùn mò sao được? Ở chỗ này khả năng mò được đấy. Móc được ấy. Đấy, mày giữ. Nó ở bùn con này không biết là. Ui, ở đây lắm đỉa đấy nhở. Đâu? Đỉa đây này. Đâu? Đấy. Tao đang bán này. Tao đang bị buộc xuống. Thôi. Đây này. Thôi, tao chặt chặt. Cái gì đấy? Tao đập cái phát giờ. Đỉa. Bỏ ngay, tao đang mò con lươn im. Ây. Ây, chỗ này đâu? Mò được đấy. Mày móc đi. Ây, đây. Đây là cái ruộng người ta nuôi bí mọi người ạ. Thế nên nó không sâu đâu. Chà. Còn nhanh ơi, nhanh. Còn hai. Ây, đây. Đây rồi. Mày thế, có cái hàng đấy. Ôi. Hất lên bờ luôn. Hất lên bờ luôn. Anh ơi. Đây. Cho đây luôn. Mày á vừa ấy. Chứ mà con luôn rất là phê đấy. Tí nữa mọi người sẽ thấy. Nhưng ở chỗ này thì bắt được này. Nhưng mà bên khu bên này sẽ khó bắt hơn. Sâu. Tại vì nước nó sâu thử đi xem nào. Nếu mà nông anh em mình đi móc cho mọi người xem. Không cần câu. Ôi, em câu đó. Đây này. Ở đây có một cái hang này. Ui, chỗ này. Ui, anh làm động thì em câu được à? Im, tao thử xem sâu không. Ui, chỗ này bùn à. Bùn sâu lắm, không móc được nó đâu. Dưới này có một cái rãnh này. Rãnh to này, chắc là nhiều. Đấy, sang bên này, sang bên này. Đấy phải hang nữa không mày? Đây nè. Đâu? Đây. Câu thử xem. Ui. Ui, em lửa tí cho nó có. Có thỏ hạt đầu này bế một hôm. Mọi người nhìn thấy. Đưa đây em câu cho. Mọi người thấy rõ không? Nhìn nó ăn nhé. Câu đi. Mùi hơi to. Đặt chát mồm nó vào. Nó thấy cái kiểu mùi này. Ấy. Rồi. Chết tôi cho luôn. Nó chết tuột lắm đấy. Trời. Ba con. Xà. Cho. Này đấy anh. Từ mày giữ. Rồi. Cứ phải cẩn thận. Đấy, mày vừa rơi thì rơi vào sơ. Hàm lắm bọn này. Bọn này gỡ không khéo là nó chạy mất hút rồi, nó trườn nhanh lắm. Ui. Đến chỗ này bùn rất là sâu nhá. Mày em ngồi ghế nhỉ. Không bắt được nó đâu. Trừ mỗi cái đấy bên trên kia thôi. Đây là anh em mình đi bắn ngày ấy, mới đi dép ấy. Còn đi bắn đêm á. Ở đây là cánh đồng đen trắng luôn mọi người ạ. Nhiều đen trắng lắm. Phải đi ủng. Nó rất là khỏe mọi người ạ. Kẹp chặt vào. Mày à bưởi. Lưỡi này bén thật. Lưỡi này lưỡi câu. Lưỡi câu lăng xê của anh em mình ấy nhá. Lưỡi câu lăng xê rất là bén. Câu thiểu. À ừ, lưỡi câu thiểu chứ. Câu lăng xê to. Rồi, sang bên này. Để em móc zoom nhá. Ây, cua này. Bắt luôn. Chết đi sống ơi. Sao im ấy nhỉ?
Chết. Cua lột xác, đây là xác cua. Trời. Xác cua lột. Anh ơi, bên này có hang này. Đây đây, bên này này, bên này nhiều bùn mấy cỏ này. Móc con nhỏ nhỏ vào anh ơi. Đây. Cái con kia nó ở trong cái gốc kia phải không? Mình vừa phát hiện là một con gọi là đang thập thập đầu ở chỗ. Ui, đang thụt cưa. Tí không phải sợ thụt đấy. Nó thì hắm mồi tanh cái là đấy. Đây này, hướng dẫn cho mọi người câu đúng câu lươn theo kiểu anh em mình nhá. Con lươn này. Con này nó ở ngay chỗ bãi cỏ bên kia kìa. Nói chung là mọi người sẽ rất là khó. Câu cái này. Khó nhìn. Nhảy nhảy lắm nhỉ. Đây nhá, phải chơi con lươn à. Con mồi thật. Đây này. Nó chỉ nhỏ nhỏ như thế này thôi này. Đấy. Đấy, cái lưỡi móc vào đây. Quả lưỡi thì cực kỳ bén nha. Đấy. Đấy. Hở một tí đầu lưỡi ra nhá. Hở một tí đầu lưỡi ra nhá. Đây, mọi người sang đây này. Mình sẽ chỉ cho con lươn nó nằm ở đâu nhá. Anh ơi, hôm nào anh em mình làm kìa. Quả như kiểu lăng xê lươn nhỉ. Không, điên à. Bế mồm luôn. Mày nhìn thấy nó chưa? Kìa gì? Đây này. Nó đang tụt xuống gì kìa. Đây này. Đây nhá. Đúng chỗ cỏ cỏ. Đoạn. Đây này. Kìa kìa. Đấy. Ôi, nó đang chui là nhanh lên. Vô đi. Vô được nó. Con này dễ ăn không? Vô đi ơi. Nó đang chui. Ui vướng. Ui. Ôi. Thôi. Sụt thế nhỉ? Nó chạy bố nó rồi. Anh nhâm nhảy đó. Bảo cho em câu thì chả cho. Ui. Chỗ này thì không bắt được nó. Ở nhà rồi. Bảo là cho ra cho em đi câu. Ra chân. Chân. Đây đây. Chân. Chân chân xách lươn còn gì chân nữa. Chân xách lươn cứng. Ây da. Nói chung là cầm cần. Con đừng cầm, không câu. Câu đâu. Đây, cho mày câu một con. Ừ, anh rửa đi. Khôn đấy. Nói chung là không phải lúc nào cũng thành công mọi người. Nó được nó mà. Nó kiểu như là mình không ngờ chỗ này nó thụt thế. Như là bước xuống, nếu mà như những cái chỗ rãnh này. Bước, đấy, những cái rãnh này nếu mà có lươn cũng khó bắt được nó khi nó chui vào hàng ấy nha. Trừ bước, những con nào nó đi ăn ấy. Bước ăn sang ngay. Cái bể tre à. Đây, đây, đây. Bên này nó nhiều, bên này nó mới rộng. Rộng. Để em câu con này cho. Này, con đấy. Thôi. Có im không? Đớp đi. Đấy. Sát mồm nó rồi. Chưa, anh mắc mắc. Ui. Ui. Vẫn ở đây, vẫn ở đây. Con lươn nó ngu lắm. Sắt chắc mày. Đấy, ui. Mày phải giật mạnh vào. Ui trời ơi, đóng then rồi, đóng then rồi. Đấy, phải giật mạnh như thế nhá. Kiểu nó đớp một phát, mày phải giật lật một phát. Em giật như thế giật, là đủ đóng then rồi. Không cần phải giật mạnh hẳn lên mà phải giật làm sao cái đầu cần này là bật không một phát đấy. Không nó bật một phát như thế này là được này. Như thế này là gần mất này. Gần cái mớm, gì? Mớm một tí lưỡi đây này. Rồi mồm con lươn này nó bé tiêu tiêu. To đùng như tí đi. Đấy. Rồi. Trơn. Này thành quả của em mà anh mà làm chồng nha. Em bắn bỏ. Đấy. Móc kem con run. Câu vắt nữa nào. Khoái này. Bắt đầu ngấm rồi. Phê lắm, câu lươn phê lắm. Đang chập tối nó đấy đang... như kiểu câu cá lóc ấy nhỉ. Đang chập tối nó đang ra ăn đấy. Ui đang mưa này. Kế. Mưa rơi lại rơi. Càng ok mà. Đấy sang bên đây. Kiểu gì đang lỗ ra kìa. Kiểu gì có. Đi nhanh lên. Ngõ thấy là phải bảo em đấy không phải ầm lầm đâu mà. Ấy, kìa. Đó. Kìa. Đấy.
Nó vào bì mất trong kia. Rơi á. Nhanh nhá. Này, cù đi. Cù đi 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 sang. À, sang sang lại khu bên này này. Khu trên này dưới này nó kiểu nó bể tre nó kia lắm. Mà nó thoáng quá, nó động thế nào ấy. Mày mồm to quá chứ thế. Em nói nhỏ thế lại còn. Anh rửa lò mọ lại lại sổng ra đấy. Không bao giờ. Ôi, cứ lên bờ cho chắc. Đây, thành quả của anh em mình đây. 10, 12 con không? Hơn 10 con chả biết được, không nhớ. Đúng ngay, em câu ra được 4 con rồi đấy. Đấy. Đây. Toàn luôn đại ca mọi người ạ. Toàn con gọi là có số má đấy. Số má phết đấy. Đây. Khoảng được tầm hơn chục con. À, mày mày đấy đi. Mày mày lấy cho tao cái dao để cho thịt. Ủa mưa rồi. Hãy về đi. Mổ ngoài này có muối mới cả giò đâu mà thịt được. Vuốt lấy cái lá kia rồi vuốt. Vuốt nhanh nhanh lắm. Đi về ăn đi, lâu lắm mới được ăn bữa lương to đấy nổi đấy. Về đây nè. Mưa rồi. Là ngái đi, hai là ngái vuốt là hết mà. Anh sang kia mà lấy, anh sang kia mà lấy. Hôm trước bị bà cái chửi rồi. Rồi thôi. Nói chung là anh em mình sẽ đem về nhà thịt để cho nó sạch sẽ. Tại vì cái lươn này nó rất là nhớt. Thế là cần rất là nhiều muối này và giò bếp để cho nó vuốt được cái, hết cái nhớt của nó thì mới ngon được. Về nhà nó sẽ sạch và ngon. Về nhà làm siêu phở. Ôi, thành quả. Đến đây có phải làm dây không anh? Đếm nha. 1 em, 2 em, 3 em, 4 em, 5 em, 6 em, 7 10 con. Đấy, anh em chẳng có gì. 10 10 Đấy. Đấy nha, bao giờ con lươn nó phải xít thế này này. Cầm vào vuốt, vuốt nó còn khó ấy. Đấy, thì mới là sạch nhé mọi người nhá. Đấy. Đấy. Mọi người thấy đây, đây xem gần. Đấy. Thấy quả thiết kế độc đáo chưa? Quá đẳng cấp luôn. Nhưng mà anh ơi, phải đặt một cái cơi que lên. Không không cần. Bây giờ mày cứ như thế này cho tao. Đấy. 4 5 con 1 luôn. Mỗi người 5 con. Ai làm người ấy ăn, không ăn thì không làm thì ăn đồng hối. Nha. Đấy. Cải thạc ra. Đấy mọi người là ngon chưa? Lươn nướng phải thế này mới ngon. Đấy. Ngon. Này, em phải xếp đẹp thế này chứ. Định ra nấu cháo mà lâu lắm. À, gì nhỉ? Cái này vừa chỉ nhanh thì còn vừa ngon. Nếu mà muốn ngon cũng ngon nữa thì cắt khúc ra xiên vào xong rồi xiên miếng thịt và chỉ kẹp giữa ấy, thì cũng ngon. Nhưng mà thôi, để lần sau. Lần này thì anh em mình nhớ theo kiểu... Câu cái này dễ ợt mà tại vì bọn này nó ngu. Bọn này rất thính mồi. Đấy, đằng sau là ngôi nhà 800 mét vuông của anh em mình nhé. Biệt biệt thủ Kama TV nhé. 800 mét vuông đấy. Bao nhiêu tỷ đấy? Ít tỷ đấy. Chưa hoàn thiện, thế nên là đang còn rất là bừa bộn. Anh em mình còn định, nói chung là sẽ có khu chăn nuôi và khu vườn ao chuồng ở khu vực ngôi nhà 12 tỷ của anh em mình. 800 mét vuông vị trí là xây hết 12 tỷ mọi người nhé. Và chỗ này sẽ là một cái anh chuồng, đi, dài dòng đấy nhỉ. Chuồng chó cảnh này. Nói chung là mình định sắp xếp rất là nhiều thứ ở đây. Kiểu như là một cái biệt thự, xong rồi mình đào ao cá, nuôi cá koi ở xung quanh cái biệt thự này. Đấy, và sẽ tuyển mấy em gọi là chân dài. Săn. Chó săn. Về xích vào đây. Thì gọi là làm Tình thoảng á, thì cho anh em mình ra đồi bắt vứt sáo bắt chạy nhung đi ra rồi. Ngon. Đã xoăn luôn nhỉ anh ạ. Trời ơi. Thấy ngon chưa mọi người? Thơm lắm. Đừng có dính lửa.
Than đi đầy rồi. Muốn nướng lửa. Thịt ngon nhá. Thì nó nướng lửa cháy đuôi rồi. Đấy. Ui bằng đấy. Sắp tối rồi, nướng nhanh lên. Ui chà. Đổi gió. Ôi bạn nha. Mọi người xem nào. Bạn Bia của mình, anh em mình đấy. À, nói chung là bạn Bia bây giờ là đang không có cơ hội sử dụng vì dịch nên anh em mình cất vào hết để gọi là không tụ tập đông người. Đấy. Còn đây là món lươn anh em mình vừa mới nướng xong nhá. Ôi trời. Trời ơi, ngon chưa ui, mọi người? Con này ngon không này? Nhìn như, như cá gì ở ngoài biển ấy nhỉ? Ồ, cá lươn ấy, cá trình, cá triệc gì ấy. À, chén ấy. Mời tất cả mọi người nhé, ăn ngoài nhà mình nha. Thơm lắm. Trời ơi, thịt nó chắc nhỉ? Cơm lươn ăn được cả xương mà. Quá tuyệt vời mọi người ạ. À đấy, từ từ ta vào lấy coca đã. Có coca mọi người ạ. Đấy. Trời ơi, ngon quá. Ta phải vào chén này. Ôi, ngon. Ôi, thôi xin phép mọi người mình cũng phải vào cuộc đấy chứ không thèm quá rồi. Đây là toàn bộ sản phẩm của anh em mình. Trời ơi, mọi người thấy chất chơi chưa? Ngon không? Quá là tuyệt vời không? Trời ơi, như kiểu xiên thịt đấy á. Tuyệt vời quá. Hôm nay anh có uống bia nữa à? Mời tất cả mọi người nhé. Thôi, hôm nay uống nước ngọt cùng má vị cho nó tình cảm. Tình cảm gì nó cùng cùng ấy. Ôi, thịt nó quá chắc luôn mọi người. Nay ngồi hẳn lên bàn VR này nó bay. Tại bàn VR bây giờ tránh dịch nên không tập trung đông người. Anh em mình nghỉ chơi VR tạm thời nhá. Mày bị tuốt cái này này. Thế là xong là cứ thế gặm nữa. Anh mà tuốt tuốt rồi hả? Rồi ăn cả xương không? Rồi ăn cả xương mà. Nó giòn. Dai giòn thật đấy. Thôi cả mọi người nha. Thôi tước một cái. Quá ngon luôn. Rất nhiều lươn tối nha, cứ ra đấy câu buổi tối thì không câu thật. Nếu mà tối á vội đúng tuần cho đấy, nếu mà tối á vật, nhưng mà vật thì nó không chắc chắn tại vì có con nó to rất kín mồm đây không, tối nó ra nhiều nó nằm đấy là khi mình vật đấy, tức là động một cái là nó sẽ lặn một chút xuống, vật rất là khó. Đây, cho mọi người xem được gần. Ngon. Quá là ok luôn. Đấy, nhìn nó vàng đến nơi. Con này to nhưng không vàng đẹp. Vàng đẹp. Đấy là em, con này đỏ lòm luôn này. Vàng kiểu đỏ ấy, đỏ đồng ấy. Mà nhìn là nghe cái đuôi nó nhé. Sẵn mồm mà chắc tình mà. Giòn. Nói chung là hơi bên này những xưởng gạch đóng hơi ồn một tí. Mọi người thông cảm nhé. Nếu mà hôm nay mà đem đủ đồ ra đồng, đem mỗi một cái nồi thì câu lươn sướng quá, bỏ quên luôn tít ở dưới. Mất đâu, tối em cái này. Sao cô em lấy về không?
Tại vì anh em mình đi câu là đi dọc em suối mãi 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 lên trên kia, thế là để quên cái nồi ở khu đầu tiên đấy, thế là không xuống lấy. Chứ anh em mình ra đồng hay ra đồi cứ chuẩn bị sẵn cái nồi là ok. Đó, chưa nó phải về nhanh nhỉ. Hôm nay không quên nữa, không mang muối. Về nhà ổn, anh em ổn. Ổn ào tấp nập. Đóng gạch đúng cả giường. À không, đóng gạch bên kia ấy nhá. Tại gần xưởng gạch, sợ mọi người nghĩ lung tung. À. Này là đặc biệt không uống bia để sức khỏe, gọi là chống Covid, phải đấy, chúc mọi người gọi là chống Covid thành công như anh em mình, quá là tuyệt vời. Đây, và sau đây là một pha ăn luôn đời mới. Đây. Sao kiểu chưa mất vai à? Không. Sao kiểu ái nữ. Thần thiếp này. Thần thiếp. Sao kiểu đang đầy ngủ à? Mà lại ca là bọn nô tì. Thần phim ấy. Thần phim nó tìm này luôn không? Rồi, ăn cả xương ngon. À, anh ơi, tớp thịt một bát từ trên này rồi nhé. Tước. Đấy, xuống. Đây, tạm tước đi. Đây. Rồi, tước thêm thịt. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Tước thêm thịt nó dài. Ngon à? Ý, thấy chưa? Ngon chưa? Hôm nay mình kiếm cái lươn to. Lươn cháo. Lươn to ấy. Không, mọi người thấy cái lươn gần bằng này chưa? Ở mình cũng có đấy nhưng mà ít lắm. Ít đánh được con nhớ con thế. Đi soi đi vào gặp một con rồi. Phải ao bỏ ngoang lông rồi. Đúng rồi. Tầm nó phải tầm rơi về tầm 3 đến 4 lạng. U trời thật to lắm. Đây. Đây này. Nói không phải điều chứ bằng đúng cái củ này này, con lươn đấy. Đấy. Nói chung con đấy mà thịt già thái một khúc thế này này. Đấy xiên thịt nướng như thế này. Thái khúc một khúc con gì đập sống lưng ra. Không đập mất ngon, để nguyên xiên qua bạn nha. Xong lại kẹp một tí thịt ba chỉ xiên vào nhá. Kẹp miếng lươn xiên xen kẽ nhau nhá. Ướp yếc gia vị u sủ. Không còn gì mà nói. Nhưng mà nướng lươn kiểu này cũng ngon mọi người ạ. Thơm lắm. Ai đi qua chắc là hít hơi là rất dãi. Thịt này siêu chắc luôn. Mày biết lươn đầu to nhất không? Lươn đâu? Lươn to á, nhiều á, phải kể đến bãi mảng. Thật, nói không điều chứ thật sự ra chợ mua lươn mình cũng bảo là nếu mà mình là kiểu người đi mua lươn ấy, tại vì mình biết là ngày trước mình đi đánh lươn thì thật sự là để mà đánh lươn bán ngày trước ấy lâu rồi, từ cái thời Napoleon từ chục năm rồi, đánh ở những cái chỗ là người ta bốc bộ lên đó là những cái hố có lươn rất là to. Thật luôn, thề luôn. Trên cá cúp nữa, trên bãi Tham Ma, trên làng bãi Tham Ma làng mình. Khi người ta bốc cái mả mưa xuống, lươn nó rạch từ không phải rạch từ kia mà nó có một cái ao dưới kia. Nói chung là không biết làm sao là nó xuống được khu đấy. Luôn. Có những con bằng này thật. Nhưng mà thế nên là anh em mình cứ chơi kiếm được cái gì chẳng nghe đấy. Cá chợ bây giờ
không tin được bố con này. Đánh lươn vui rồi, để lát người ta bốc mộ lên nước rồi bán cái cuốn thuyết thì lươn to lắm. Nó thịt người nhỉ. Mọi người nghe truyền thuyết gọi là hòm 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 lươn chưa? Thôi à, nghe em có kể đó. Thôi đang ăn thôi. Hòa đây phải thấy chun chun. Anh đang cười chết mà. Tối cho ra bãi thăm ma chơi. Thì chết sướng. Phê. Ê, cưa một phát là hết. Nha. Bỏ này ra đã. Có từ thịt, có từ xương. Làm quả lắp, lắp đúng cái xương sống ra thôi nha mọi người nhá. Hơi bị phê đấy. Ai chà. Hơi, hơi bị tối rồi. Ôi, 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 đấy, đấy ạ. Đẳng cấp chưa? Ôi rồi. Bên dưới này mình lại làm lại ngược, ngược lại thì mình bóc được cái thịt nó ra hoàn toàn, bỏ lại xương. Xương ăn cũng được nhưng mà nó sẽ đấy, ui hơi ít hoa. Quên làm ít nước, nước nước chấm cay. No nha. Anh có thấy giống với thịt chuột không? Cũng hơi thịt hơi... nó ấy nhỉ? Ngon nhỉ? Ngon. Cái xương nó thật chứ. Nếu mà có độ tầm 3-4 con thì xương không còn này. Nhưng mà hôm nay cũng ổn ổn. Tạm ổn à. Còn một cái râu này thì nó thì nó mang vào chỗ gạch trội anh ạ. Ăn nhỏ ra. Nó ăn chặt xương. Mùi tươi cho gà trọi ăn mùi khô. Mùi khô. Lươn lên mà cho gà trọi ăn thì ngon. Nhưng mà lúc này quên để phần nó một con. Phần để người đang thiếu thế này. Phần nó sẽ tiếp. Chưa thì cầm một cháo rồi. Ngon một cháo. Lấy đầu một cháo. Nè lấy đầu cho gà trọi mà. Ừ, chị nhớ băm nha. Ui, con này to má nó cũng có thịt này. Má nó có thịt đi được cả lóc ấy. Ừ. À. Nói chung là clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây này. Bye bye tất cả các bạn nha. Lúc mình đấy thì không đóng gạch nữa đi. Hết xong rồi. Hết ồn rồi. Tối ai em gạch nữa. Thôi, chiều thì thôi. Thôi, chào tất cả mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh. Ấn chuông bên cạnh và comment cầm một tờ nữa nha mọi người. Chia sẻ like. Chia sẻ. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá.
Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. À, ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688, mình để trên màn, để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.